Đây nè các bạn ơi, bông thì lục bình mình cũng hái rồi nha. Đây bông rất là đẹp, sáng mình ra đó mình hái đó, còn rất là tươi nha các bạn, bông mới nở buổi sáng đó. Đây đẹp dữ lắm, bông lục bình ngoài là hấp cá gì cũng được nha các bạn, đặc biệt là cá lóc, nhưng mình giờ không có bắt được cá lóc thì mình câu được con cá giò thôi, mình hấp với con cá giò luôn nha các bạn. Đây ăn thứ hai, đây là sả. Đây và đây là con cá giò nha các bạn, câu nó lên nãy giờ nó nằm đây. Cá này cũng khoảng ký 2 nha các bạn. Đây sả, tất cả đều làm của nhà nha các bạn. Bông là đẹp nè các bạn thấy không. Rồi bây giờ mình sẽ làm nó, mình chế biến nha các bạn. Rồi tất cả mọi thứ đã hoàn thành nha các bạn, cá mình cũng làm sạch tình hình nha đó. Đây cái này bên đây mình cũng rửa xong rồi nha, rửa sạch rồi nè. Đây sả này thì cái gốc này mình sẽ đập nó ra cho nó dập để cho nó thơm nha các bạn. Rồi đây và bên này nồi chuẩn bị xong rồi ha. Rồi đập cái này cho nó dập nha các bạn. Đây, rồi xong mình để nha, để vô nồi. Này làm sả thì mình không có để vô tỏi nha các bạn, nó sẽ bay mùi sả, mất cái mùi. Hơi nào này nó hơi nhỏ rồi. Rồi cái này mình thêm một miếng nước và mình bắt vô mình nấu thôi nha các bạn. Cái nồi nó hơi nhỏ, mình dời qua cái chảo nha các bạn, cho nó bự nó dễ hơn. Rồi mình hấp tới giờ nó cũng dễ. Rồi mình để vô một miếng nước rồi mình để lên chảo mình nấu rồi nha các bạn. Chờ cho cá nó chín rồi cái mình nêm nếm, rồi cái mình sẽ để bông vô nữa, cái mình nêm nếm lại cái nữa là xong nha các bạn. Rồi rồi mình gác máy một chút nha các bạn. Rồi bây giờ nó đã chín rồi đó các bạn. Bây giờ mình nêm nếm nó nha, thơm đó các bạn, đây mùi sả thơm lắm. Nước mắm này là nước mắm đồng luôn nha các bạn, ở nhà nấu luôn. Nêm vô. Mắm muối. Rồi, giờ anh em vừa ăn rồi, giờ mình để bông vô nha các bạn.
Để vô đi các bạn, nấu một hơi cái mình đậy nắp lại thì nó sẽ chín, nó sẽ một số. Cho cái này mình lấy cái hơi nước ở dưới nó lên, nó là chín bông. Bông quá nhiều. Chảo luôn, quá xa rồi. Đó. Rồi mình chờ nghe các bạn, cho cái bông nó chín. Này ra, để ra mình lấy cái nồi hấp mình hấp nha các bạn, mình làm biến rửa mình. Lấy cái này cho nên rồi dở ra nè. Wow, quá thơm các bạn ơi, quá ngon, quá thơm, quá hấp dẫn. Đây, tất cả đã chín màu rất tươi các bạn ơi. Đây, màu sắc rất là tươi, rất đẹp. Thấy chưa các bạn, cái này trong đây nó hơi tối bởi vậy chín rồi đó nha các bạn. Đây đó, khi mình luộc được cái nước này rồi thì cái nước nó sẽ màu xám xám như này nha các bạn. Trời ơi, nó ngọt, nó ngon thích biết rồi. Bò nào giờ chưa có ăn món này đúng không? Dạ. Đó, rồi chín rồi nha các bạn. Rồi mình sẽ dọn ra nha các bạn. Rồi đây mình nhắc ra ngoài ra đây nha các bạn, rất là tươi nha các bạn. Rồi, rồi đây là một cái sản phẩm hoàn thành nha các bạn. Đây rất là ngon, thơm, chấm với nước mắm ớt nha. Ngon quá các bạn ơi. Thấy chưa? Đây. Rồi, ba dì ăn cơm bay. Rồi, chuẩn bị ăn cơm nha. Rồi, mời cả nhà cùng ăn cơm nhé. Quá ngon các bạn ơi. Ăn ơi, mời cả nhà ăn cơm nha. Ngon quá. Quá wow, nước mắm nè. Đó. Để cho tô nó qua đó. Nó trong chén đó, vú. Chén để cho nó lắc nó lại ăn cơm. Rồi, đâu dễ miếng cá ăn coi. Dễ coi, dễ miếng cá ăn coi. Rồi, cho ý kiến coi. Sao, ngon không? Ngon không? Rồi, ăn cơm nha các bạn. Mời cả nhà ăn cơm. Rồi, tạm biệt các bạn. Chúc các bạn ngày chủ nhật vui vẻ nha. Tạm biệt các bạn.